Kinh Nguyệt Đăng Tam Muội, quyển 7. Này đồng tử, Đại Bồ Tát nên thường thích tu thần thông bản nghiệp. Thế nào là Đại Bồ Tát tu đại thần thông bản nghiệp? Đó là nhiếp tất cả thiện pháp, không thủ giới tụ, không trước định tụ. Đối với trí tuệ tụ cũng không hí luận, nơi giải thoát và tối tri kiến tụ cũng không chấp trước. Này đồng tử, đó là Đại Bồ Tát tu đại thần thông bản nghiệp. Nếu thành thần thông bản nghiệp liền được đại thần thông. Nếu Đại Bồ Tát đối với tất cả việc mà biến hiện tự tại, để có thể vì tất cả chúng sinh thuyết pháp để đưa họ vào Đại Thừa, Bồ Tát ấy đối với Đại Thần Thông này phải thường tu học. Bây giờ Đức Thế Tôn liền nói bài kệ, Thần Thông Bản Thắng Nghiệp, hiển thị không quả báo, mong quả tu các hạnh, thủ ngạ tưởng không trừ, đã nói bậc Thần Thông, trí Phật chẳng nghĩ bàn, nếu trụ nơi chấp trước, người ấy không trí tuệ, các pháp chẳng nghĩ bàn, dùng âm thanh hiển thị, nếu chấp nơi âm thanh, không đạt phương tiện thuyết, không hiểu dạy phương tiện, không biết phương tiện thuyết, phi pháp nói là pháp, nơi pháp dẫu hiểu rõ. Trong thế giới 3.000, khi ta nói các kinh một nghĩa vô số vị, không thể nói hết được. Chư Phật ở 10 phương, nói rõ vô lượng pháp, nghĩ kỹ nghĩa nhất cú, liền hiểu được tất cả. Tất cả pháp vô ngã, nếu ai học pháp này, lúc đó học nhất cú, hiểu Phật pháp không khó. Các pháp là Phật pháp, nếu ai học nghĩa này, như pháp mà hiểu rõ, liền thuận theo pháp không. Các lời là lời Phật, tất cả âm thanh không, cầu khắp cả 10 phương, lời Phật chẳng thể nắm bắt. Lời Phật tối đệ nhất, lời Phật không ai bằng, việc vi tế đều không, là lời nói tối thượng. Pháp ấy tối vô thượng, hiển hiện không đoạn tuyệt, không có mảy vi trần, điều chư Phật tuyên nói. Các pháp chẳng thể nắm, không có pháp để chứng. Biết về pháp như vậy mới hiểu Phật Bồ Đề. Nếu ai ngộ pháp này, liền chuyển được pháp thân, pháp luân. Ngay khi chuyển pháp luân, tuyên dương thắng cam lồ, Bồ Tát mới hiểu được. Bồ Đề Phật vô thượng, Phật là bậc vô đẳng, khiến người ngộ trí Phật. Không tu và không nguyện, vô tướng tức là không. Như bốn pháp môn này, Phật dạy là giải thoát, mắt, tai và mũi lưỡi, thân ý với các căn, thể tánh chúng là không. Kiều Trần Như mới thấy, nếu đối với pháp này, biết thể tánh như thật, chẳng tranh luận mọi người, nhờ hiển đạt pháp tướng. Là cảnh giới dũng mãnh, bậc Bồ Tát cứu hộ đều không có nghi hoặc, nhờ hiểu thể pháp không. Hay đạt tánh các pháp nên được gọi là Phật, vì khó lường pháp giới, giác ngộ kẻ đáng độ, được sự nghiệp chư Phật đều do giới thân tạo, lời Phật và tiếng giới đều cùng tướng bình đẳng. Đã nói các âm thanh là âm thượng trung hạ, bình đẳng đều một tướng, Phật thường chỉ dạy pháp, Phật pháp không chỗ trụ, cũng không ở các nơi, không sinh cũng không diệt, cho nên gọi vô lậu. Không mới cũng không cũ, không tan cũng không hợp, không xanh cũng không vàng, không trắng cũng không đen. Khó nói không thể nắm, hết lời mà tuyên dương, âm thanh không làm nổi, trí thông Phật thiện xảo. Đó là pháp vô lậu, pháp này không chỗ nương, chẳng ở tại 10 phương, pháp ấy Phật đã nói. Sau khi Phật diệt độ, nhớ nghĩ thân tướng Phật, liền thấy được thân Phật, nhờ thần lực của Phật, là không có chúng sinh chứng đắc quả tịch diệt. Khi nói nơi pháp này, vô lượng chúng diệt độ, ví như mặt trời trăng ảnh hiện nơi trăm sông, đều thấy bóng của chúng, tướng các pháp cũng vậy. Nếu biết tánh các pháp cũng giống như ảnh tượng, quyết chẳng lấy sắc thân để thấy được chân thật chân Phật. Các pháp không hình tướng, cầu tướng không thể được. Pháp không hình như vậy chính là pháp thân Phật. Nếu ai thấy pháp thân chính là thấy đạo sư, pháp thân là chánh giác, như vậy là thấy Phật. Không được mà hiện được, không được mà nói được. Nếu muốn cầu sa môn, cần phải biết đạo này. Ta đã nói chân hạnh, biết chúng sinh ưa thích. Nếu nhập bí mật giáo, họ liền không chấp trước. Nếu bảo có chỗ đắc, họ liền chẳng được gì. Họ chẳng được đạo quả, nên gọi phi sa môn. Pháp này rất thâm áo, chưa đạt nói lời này. Giáo pháp ấy sâu xa, khó có thể tuyên bày. Việt Nam chúng đều không, đều do hư vọng khởi,
không có người khởi sinh và bạn pháp lâm chúng. Tánh tướng của các pháp là tướng tất cả pháp. Phật nói tướng như vậy, tướng ấy chẳng thể nắm. Như hư không không vật, các pháp cũng như vậy, trước sau và hiện tại quán như thật ba đời. Lời nói như hư không không thể nắm. Thể tánh pháp như vậy, vô thủ như hư không. Diện nói pháp như vậy, chưa từng có sở thuyết. Với pháp không sở kiến, đó là chẳng nghĩ bàn. Pháp này không tự tánh, pháp thể bất khả đắc. Ngộ được Phật Bồ Đề, cảnh giới của định diệt. Nếu có thể biết vậy, với pháp liền không chấp. Nếu không chấp trước pháp, người ấy hiểu tướng pháp. Bồ Tát trong mọi lúc vứt bỏ tất cả tưởng. Nếu ai vứt bỏ tưởng, sẽ không chấp Phật pháp. Nơi ấy không thể nắm, mới gọi là thực tế. Nơi đó mà hiểu rõ, ức kiếp vẫn không chấp. Vọng phân biệt bản tế, ngu si mãi sinh tử, tìm kiếm khắp mười phương, bản tế bất khả đắc. Vì tất cả pháp không, Bồ Tát không chấp trước, hành dụng vì Bồ Đề, hành ấy bất khả đắc, như chim bay trên không, không để lại dấu vết. Tánh chánh giác như vậy, Bồ Tát hay biết rõ. Như người khéo huyễn thuật, giả tạo ra các vật, cũng hiện ra sắc vật, thật sự bất khả đắc. Nếu chấp vào được mất, nó liền không sợ đắc. Trí ấy giống như huyễn, nhưng không đồng với huyễn. Nếu với chỗ pháp không, kẻ ngu vọng phân biệt, hành ở trong phân biệt, kẻ ấy vào đường ác. Chúng sinh sinh rồi già, lưu chuyển mãi không thôi, đắm chìm trong sinh tử, khổ não không hạn lượng. Thế gian sinh khổ não do ngu vọng phân biệt, chưa trừ phân biệt ấy, mãi nổi trôi sinh tử. Vừa lúc vui liền tương ân, huân tập quả báo dục, chưa thể bỏ chấp thủ vì trụ nghiệp phiền não. Nghiệp chúng sinh không cùng, phiêu lưu trong biển dục, luôn luôn bị thọ sinh, mãi mãi bị chết chóc, không trí bị ma khiến, tạo tác các nghiệp ác, thọ sinh ở nơi đâu liền bị quả báo chết. Phàm phu ngu tâm tối, nên phải bị sinh tử, bần cùng lại khổ sở, rơi vào đường bất thiện. Bị đau roi và gậy, thay nhau làm tổn hại, tạo tác việc ác này, tăng trưởng các khổ não. Con tôi và của tôi, phàm phu vọng phân biệt như vậy, tăng thêm các hữu lậu, tăng trưởng sự sinh tử, tức là kẻ phàm phu, lưu chuyển trong các cõi, nên gọi là phàm phu. Họ vứt bỏ Phật pháp, tăng thêm các pháp ác, nên không được giải thoát, bị lưới ma trói buộc. Kẻ ngu vì ái dục, theo nữ sắc ô uế, hướng sống chỗ ô uế, rơi vào các đường ác, nhiễm dục Phật không khen, và thân cận nữ sắc. Các lưới đáng sợ này, lưới nữ sắc sợ nhất, Bồ Tát thường xa lìa, giống như sợ rắn độc, thường không thân nữ sắc, biết không phải Phật đạo, tu học đạo Bồ Đề. Như xưa Phật tu tập, đã tu học Phật đạo, mau thành đạo vô thượng. Phật đạt tối vô thượng, làm tháp miếu thế gian, trí tuệ không ai hơn, thành bậc thiên trung thiên. Bảo người tu tam giới, giới thân không cấu uế, các ức chúng vô lượng, khuyên dạy tu Bồ Đề. Làm lợi ích cho chúng, thương yêu khắp tất cả, bậc trí tuệ chủng kiện, đánh lên tiếng trống pháp, chấn động cung ma vương, cùng với quyến thuộc ma, vô lượng các ức ma, khuyên bảo tu Bồ Đề. Hàng phục các dị luận, vượt trên các ngoại đạo, chấn động cả đại địa, biển cả và núi cao, biến hiện làm nhiều thân, vô số các loại khác, đại trí hay thị hiện. Trăm ngàn các thần biến, chấn động vô lượng cõi, giống như các sông Hằng. Hàng phục các ma quân, liền hộ đạo vô thượng, lại hóa làm cây lạ, các thứ báu trang sức, hoa quả lạ tươi tốt, mùi thơm thật khả ái. Hoặc hóa làm đài cây, vọng đài và cung điện, biến hóa thật dũng mãnh, ao hoa rất trong sạch, đầy nước tám công đức, trong mát không uế được, nếu có chúng sinh uống, diệt trừ ba thứ khác. Nếu ai uống nước này, liền được quả không thoái, hay được trí vô thượng, làm bậc thế đạo sư, đạo vô thượng tịch diệt, hành giả phải nên biết. Không đạt đạo này vậy, đó gọi là ngoại đạo. Nếu ai thân cần họ, hành trì theo lời dạy,
rơi vào chỗ đại ác, ai thì có cứu thoát. Chịu khổ não cùng cực không thể nói hết được, chỉ có ta biết rõ và Bồ Tát Đại Thắng sâu xa khó thấy được, chẳng phải phàm ngu phu chẳng phải phàm phu ngu, vì họ bị đắm trước với pháp này sinh nghi biến hóa rất trang nghiêm, vô lượng thứ khả ái, tất cả đều trải qua các cõi Phật vô thượng, tất cả các cõi Phật đều hiện các sắc lạ, đại thần lực Bồ Tát tất cả đều thể hiện, đại lực đại dũng mãnh, mặc áo giáp kiên cố, gầm chày đại kim cang, nơi pháp không diệt trừ, chỗ phóng xuất tự thân, vô số ánh sáng lớn, nhiều như các sông Hằng, trừ tâm tối thế gian, họ không nhiễm nữ sắc. Cũng không tùy thuận chúng, nên lìa tư tưởng này, nữ tưởng rất xấu ác, cõi Phật thường bất không, là chỗ trụ dũng mãnh, các ác ma ba tuần, không thể đến nhiễu loạn, kẻ sống bằng ác kiến, không thể gặp chư Phật, bị sân hận chế ngự, an trụ nơi sang tham, chúng là ma ba tuần. Sinh thiên và giải thoát bị chúng làm chướng ngại nên phải đọa ác đạo, quan sát tất cả tưởng mà sống xa lìa tưởng, người ấy mới biết được vô thượng trí chư Phật, hay biết đời trước sau cùng với đời hiện tại, diễn thuyết nghĩa như thị, trong đó không sở thuyết lời hòa hợp giả danh. Bồ Tát biết như vậy, lợi ích các chúng sinh vô lượng khó nghĩ bàn, tướng ấy lường biết nghĩa, hiển bày sự nắm giữ, tướng đó không thể nắm, liền chỉ nghĩa tịch diệt. Không tịch diệt là tưởng, tịch diệt chính là trí, nếu biết tự tánh tưởng, liền lìa bỏ các tưởng. Nếu có tưởng sai khiến, thì trở lại có tưởng, hành tưởng ấy hỷ luận, người ấy không lìa tưởng. Nếu ai khởi tâm này, tưởng ấy do ai khởi? Tưởng này ai chứng được? Ai diệt được tưởng này? Người khởi lên tưởng pháp, không thể gặp chư Phật. Ngay chỗ đó liền có vô ngã lìa chấp trước. Nếu tâm ấy không sinh, do đâu có khởi tưởng? Nếu tâm được giải thoát, chúng không do đâu khởi? Nếu chứng được giải thoát, tâm ấy khó nghĩ bàn. Vì tâm khó nghĩ bàn, thành tựu khó nghĩ bàn. Xưa ta nghĩ như vậy, nên an trụ tâm địa, vứt bỏ tất cả tâm, nguyện thành chẳng nghĩ bàn. Quả báo pháp bạch tịnh, nhìn thấy nơi vô vi, một niệm đều rõ biết tất cả niệm chúng sinh. Chúng sinh tức tâm này, tâm tức là Như Lai, chư Phật chẳng nghĩ bàn, hiểu rõ được tâm này. Nếu ai nghĩ như vậy, làm sao được xả tâm, suy nghĩ nơi vô tâm, xa lìa tất cả tâm. Nếu vào lúc chết chóc, tâm theo tưởng mà chuyển, người ấy khởi tâm nghĩ, khiến tâm không được không giải thoát. Kẻ ngu tưởng nữ sắc, liền khởi lên ái dục. Nếu diệt trừ tưởng ấy, liền không có ái dục. Nếu nghĩ pháp vô thượng, suy nghĩ ấy rộng lớn. Nhờ suy nghĩ các pháp, đạt được tâm chân thật. Tâm nhớ nghĩ vô cùng, nên mãi mãi phan duyên. Nhớ nghĩ các tà đạo, tâm nghĩ không cùng cực, gọi là pháp tâm tận. Trong cùng tận không trí, trí tuệ chẳng cùng tận, vì pháp vô tận vậy. Ta mượn lời nói đạo, quên lời mà diễn thuyết, pháp này không sai khác. Trí tuệ không cùng tận, không sinh cũng không diệt, không tướng mạo hình trạng. Thường ở trong ức kiếp, hiển hiện pháp vô tướng, quán sát tất cả hữu, an trụ trong phi hữu, chưa từng thấy hữu khác, cũng không thấy không khác. Tạm gọi có ngôn thuyết, hiển thị chẳng có không, song với tất cả Phật, có không không chỗ thấy. Tất cả pháp hữu vi, hiển thị nơi phi hữu, nếu hay biết pháp này, liền thấy được phi hữu. Thường không có sở chứng, vì rốt ráo không có. Nếu có sự chứng đắc, liền gọi là thế gian. Nếu khởi tâm như vậy, ta ở đời thành Phật. Còn có khởi tưởng này, trọn không ngộ Bồ Đề, bậc Bồ Tát vô ý, nơi pháp không cầu mong, tự nhiên không phiền não, đó gọi là Bồ Đề. Mọi người nói lời này, ta hướng nơi Bồ Đề, vì không biết đạo này nên xa Phật Bồ Đề. Dùng âm thanh nói pháp, tất cả các hành không, tự tánh thể âm thanh, tinh vi không thể thấy. Thì hiện đại thần thông nói Tu Đa La này, lợi ích các Bồ Tát đều chư Phật sáng tỏ, đoạn trừ các đối trị là tất cả phiền não. Phật trụ đại thần thông, khéo tu bốn thần túc, đã thấu đạt giới luật, với không đạo rốt ráo, an trụ nơi thần thông, thần túc chẳng nghĩ bàn.
An trụ trí vô nguyện. Tu trí rất thanh khiết, cầu trí không mệt mỏi, vô lượng chẳng nghĩ bàn. Trong tam muội thần thông, rõ vận không công dụng, quả ấy hàng không tịch, tất cả thường tịch diệt. Năng lực thần túc ấy trải qua ức thế giới, thế Phật đàn soi đời, giống như các sông Hằng. Người ấy nơi sinh diệt, tùy tâm đường tự tại. Nhờ tâm tự tại rồi, nên thân được thanh tịnh. Trong các đệ tử Phật, nếu tu sức thần thông, quả báo thần thông này không được phần 16. Tất cả các chúng trời không thể thấy thân họ, ngoài trừ Phật Thế Tôn và những vị đồng chứng. Vị ấy thân không bệnh, không tóc bạc gia nhân, cũng không già ốm yếu, lâm chung không khổ não, không có các nghi ngờ cùng với các nghi hoặc. Ngày đêm hằng diễn thuyết trăm ức tu la la với tất cả phiền não, đoạn hết các tập khí. Đối với các chúng sinh thường khởi tâm bình đẳng, với trăm ngàn tam muội không uế sinh được tự tại, tu tập trí tuệ lớn, diễn thuyết cho mọi người. Với hai căn nam nữ, xây lìa tất cả tưởng, an trụ phi hữu tưởng, hay nói chân quyết định. Dùng trí tuệ thanh tịnh, diễn thuyết pháp như thật, đúng với pháp tùy thuận, cảnh giới của định tuệ. Nhờ tu các định ấy, không bị sự đình trệ, thường dùng lời chân thật, thuyết pháp điều lợi ích, nên khéo được thân người, xa lìa tất cả nạn, hay báo ân chư Phật. Vì người thích kinh này, nên trong vô lượng kiếp, sẽ bỏ nơi thế gian. Nếu nơi kinh điển này, cho đến trì bài kệ, đã từng thấy chư Phật, luôn luôn đến cúng dường. Vì ưa thích kinh này, mong ngộ bồ đề Phật, nên liền thấy chư Phật, thường ở núi Kỳ Xà, sẽ được Phật thọ ký. Sẽ thấy Phật Di Lặc, nhờ thấy Phật Di Lặc, ở hoặc ở thời mạt thế, người thọ trì kinh này, được tâm thượng ái lạc, an trụ trong thực tế, thành tựu chẳng nghĩ bàn. Nơi chẳng nghĩ bàn này, không có các nghi hoặc. Người ấy không nghi ngờ, không có vi tế hoặc, nơi lời Phật quyết định, bồ đề đâu khó được. Đời mạt thế hải hùng, khó có thể tu hành, nếu được nghe kinh này, liền được vô tận biển. Ai ưa thích kinh này, tạng Phật Pháp vô thượng, Phật và các thanh văn liền đi đến cúng dường. Người chuyên đọc kinh này chính là trì pháp tạng trong các sự cúng dường pháp cao nhất. Nếu hay trì kinh này, bồ đề Phật khó nghĩ là trí Phật vô thượng, được trí ấy đâu khó. Trước khi Phật xuất thế, từng trì kinh điển này cho đến đời mạt thế lại được gặp kinh này. Đi đến các cõi Phật có tiếng rống chấn động, tiếng rống sư tử lớn, tiếng Phật chẳng nghĩ bàn. Ở chỗ ức chứ Đức Phật, việc làm thích sư tử, hay dùng vô lượng biện, diện thuyết không sợ hãi. Loại công đức ngọt ngào được chư Phật thọ ký và đời sau mạt thế, hay hộ bồ đề Phật, sắc đẹp đều đầy đủ, tướng tốt tự trang nghiêm, thần lực mau đến được. Thế được vô lượng Phật, thần lực hóa thành hoa, đẹp đẽ và thơm phức. Thường dùng thủy tinh bạc cùng với các lưu ly, tất cả các của báu từ lòng tay hiện ra, vì cầu được bồ đề cúng dường tất cả Phật. Do lượng thứ cúng dường âm nhạc và ca tán phát từ lỗ chân lông, giống như các sông Hằng. Hàng ức loại chúng sinh nếu được nghe tiếng này liền được không thoái chuyển, trí tuệ Phật vô thượng được Đức Phật khen ngợi. Khắp nghe danh hiệu Phật, các phương truyền danh ấy cũng tự được nghe thấy. Nếu ai nghe được danh, được diệt hết các tưởng, là diệt hết tưởng rồi, được thấy vô lượng Phật, có trí tuệ như vậy. Hành nơi hạnh Bồ Đề, vì lợi ích chúng sinh nên cầu đức Bồ Đề. Người hành trí tuệ ấy được lợi ích như vậy, lại được lợi ích khác. Bởi hay trì kinh này, nếu có các phụ nữ, nhờ nghe trì kinh này liền chuyển khỏi thân nữ, hay nói pháp cam lồ, lại không còn thọ nữa thân nữ nhân như vậy, đầy đủ các sắc đẹp thành tựu tướng trang nghiêm. Nếu nơi thắng kinh này hiển bày công đức ấy, sẽ được diệu quả đó, bao chóng chứng bồ đề, thường trong tất cả đời thành tựu không sợ hãi. Nếu ai với kinh này cảnh giới của bồ tát thắng tam muội vô tận, mẹ tất cả bồ tát, để mau chứng bồ đề và nên trì kinh này, họ được thân cận Phật, cũng gần Phật Bồ Đề, lâu ngày thọ kinh này, được tịch diệt thắng diệu, bậc dũng kiện chỗ này, quả Bồ Tát an trụ, thấy đèn đời chiếu sáng,
giống như các sông Hằng. Vua chuyển luân hay tạo đại lực, thấy Phật thập lực tâm tịch định, do lượng trong kệ để khen ngợi, được tháng Tam Muội ly cấu địa, bày vật vô đẳng cúng dường Phật, đã danh hiệu đấng nhân trung thượng, vứt bỏ ngôi vua như nhổ giải, đã tu thắng phạm hạnh tối thượng, xuất gia nơi Phật pháp thù thắng, được định ly cấu tịch diệt này. Đắc lời nói thù thắng phi chịu, diễn thuyết nhiều, kịch ức kinh không ngớt. Pháp vi tế không vô tướng nguyện, tịch thắng ly cấu không các lậu, tự tánh không tịch dứt ngôn ngữ, xuất định thuyết pháp cho mọi người. Trí tuệ thầm thâm thường vô lượng, trí tuệ rộng lớn nghĩa vô biên, Đắc Tam Muội thầm tâm này rồi, hay làm đèn sáng cho thế gian. Thường tu phạm hạnh luôn trong sạch, không có tanh tao và ô uế, khiến vô lượng chúng sinh an trụ, khiến được tịch định lìa các cấu. Thường được biện tài chống thông lợi, đa văn như biển tuệ vô lượng, nói năng thường diệu đạt các pháp, nhờ trì thắng kinh tịch định này, rồi biết các nghiệp và công xảo, thấy rõ luận lý và y dược, đạt đến tất cả bờ chủng kiện, nhờ trì tịch định ly cấu này, nơi các kệ luận và cười đùa, giỏi việc ca múa đến tột đỉnh. Thường làm pháp sư cho thế gian, nhờ trì tịch định ly cấu này, thường có các quyến thuộc thượng diệu, thường được tất cả thượng cúng dường, hay tu hạnh bồ đề thắng diệu, nhờ trì tịch định ly cấu này. Tên độc buồn phiền bất bách tâm, bậc trí tuệ ấy không phiền này, luôn không bệnh tật thường an ổn, nhờ trì tịch định ly cấu vậy, có các bệnh hoạn ở thế gian, tất cả bệnh nhân và bệnh tâm, bệnh thân và bệnh tâm, người ấy thường không bệnh hoạn ấy, nhờ trì tịch định ly cấu này, tất cả thân đau và tâm đau, hoặc là răng đau hay đầu đau. Người trí thường không thống khổ này, nhờ trì tịch định ly cấu này, tâm có vô lượng khổ đau khác, từ ấy khởi thiêu đốt thân, họ không khi nào khởi phiền não, nhờ trì tịch định ly cấu này. Giống như hư không không cấu nhiễm, tự tánh vô cấu thường thanh tịnh, tâm người ấy tịnh cũng như vậy, nhờ trì tịch định ly cấu này. Cũng như ánh sáng của trời trăng, phá trừ tâm tối thường thanh tịnh, tâm họ trong sáng cũng như vậy. Nhờ trì tịch định ly cấu này, như người cầm nắm các màu sắc, vẽ lên hư không không thể được, người ấy tâm tịnh như hư không, nhờ trì tịch định ly cấu này. Giống như gió thổi khắp mười phương, du hành các cõi không đếm trước, tâm họ du hành giống như gió, không nhiễm thế gian được giải thoát, gió thổi mau chóng không thể thấy, không bị lưới gian không trói buộc. Chỉ ý người ấy sâu khó thấy, nhờ trì tịch định lý cấu này, ảnh hiện trên vách không thể nắm, bóng hiện trong nước làm sao cầm. Khi thân đạt được Tam Muội này, không ai biết được tâm người ấy. Chúng sinh trong mười phương thế giới, bao nhiêu lời nói vẫn tính được. Khi thân đạt được Tam Muội này, không ai biết được tâm người ấy. Đạt được định tịch diệt như vậy, tâm họ không cấu không nhiễm trước. Chúng sinh ba cõi không ai bằng, chỉ trừ chư Phật Tam Giới Tôn. Lìa tham ái dục không nhiễm sắc, không bị tâm ngu đắm nữ nhân. Khi đạt được thắng định như vậy, chứng thắng tịch diệt không ô nhiễm. Đối với nam nữ không luyến ái, không nhiễm vợ con và quyến thuộc. Khi đạt được thắng định tịch diệt, tu hành thiền tịch không đắm nhiễm. Đối với của cải không tham đắm, không mong sinh thiên không tiếc của, tam bái thanh tịnh không vọng tưởng, do được định này nhiều lợi ích, không vì sinh thiên tu phạm hạnh, người trí bố thí không mong báo, chỉ vì bồ đề tu phạm hạnh, nhờ được tịch định lý cấu vậy. Không cầu ngôi vua tu giới hạnh, nhiều người do đó tu phạm hạnh, vì lợi chúng sinh cầu bồ đề, dốc lòng thành tựu định này vậy. Đã bỏ các dục tâm không não, hàng không mong cầu việc dâm dục, đoạn trừ dâm dục và cao mạn, do đạt được tịch định như vậy, họ thường không bị sân nhuế hại, uế tâm sân não không hề sinh, thường dùng lòng từ trừ sân hận, nhờ được thắng tịch định như vậy. Họ thường không bị ngu che tâm, chính nhờ trí tuệ đoạn vô minh, đạt được vô lượng trí, vô ngại trí. Đã được lợi ấy nhờ định này, dùng quán bất tịnh trừ ái dục, tâm từ trừ sạch hết lòng sân,
trí tuệ đoạn trừ lưới vô minh, được diệu định này soi thế gian, không có ngủ nghỉ và chạy đãi, không khởi phiền não và sân hận, hằng được giải thoát không tạp uế, được tam muội ấy có lợi này, không bị sân tham làm bất não, tâm thường ưa thích việc tuệ thế, xả bỏ tất cả ba niềm vui, giờ người ấy hay trì tam muội, đầy đủ ai thế không ai bằng, tất cả thường có lực đại thân, tất cả thế gian không ai bằng, giờ Bồ Tát trì thắng định ấy, cũng lại hay làm vua chuyển luân, đầy đủ bảy báu đi trên không, lúc đó tất cả đều quy phụng, bậc trí tuệ ấy được quả này. Sinh nhà hào quý hiền tối thắng, của cải quyến thuộc đều giàu có, voi ngựa xe cộ cùng xe báu, vàng bạc dồi dào đủ các báu, hàng sinh quý tộc nhà giàu có, lần lượt như vậy sinh chỗ tốt, với Phật Pháp tăng càng tinh thích, sinh ở đâu người cũng kính yêu. Người không tính tâm ở chiêm phù, thể đều làm cho sinh chánh tính, khiến cho kiến lập tâm Bồ Đề, cũng lại khiến họ được đạo quả. Họ được vô thượng Bồ Đề rồi, chuyện nói vô thượng diệu pháp luân, nếu ai biết được pháp họ thuyết, thể đều đạt được nhẫn vô sinh. Bồ Tát thường hành tâm tự ái, điều hay trưởng dưỡng các chúng sinh, hàng làm vô lượng thắng lợi ích, mà mắt chúng sinh trừ tâm tối. Nếu Phật dạy dỗ một Bồ Tát, vô lượng trăm ngàn ức chúng sinh đã trồng gốc thiện ở trong đó, ngay xong liền phát tâm Bồ Đề, quốc độ lúc ấy chẳng luống qua, vì bậc trí phụng trì Phật Pháp, Phật tử Bồ Tát tùy chỗ ở, lợi ích vô lượng các chúng sinh, hộ giới vô đẳng trì phạm hạnh, trong vô lượng kiếp tịnh tam muội, giới thiền giải thoát thường quyết định, Bồ Tát như vậy là Phật tử, họ thường tu tập thắng thần túc, hay đến vô lượng các cõi Phật, để nghe chánh pháp nơi Như Lai, tùy chỗ nghe được đều nhớ nghĩ, nếu có Bồ Tát trụ tổng trì, tuy nói vô lượng tu đà la, lại biết các chúng sinh quá khứ, vị lai hiện tại cũng như vậy, hiểu rõ sinh tử các hàm thức. Cũng lại liễu đạt sự vị lai, không ai từ đó hướng theo kia, tìm hiểu đối phần cũng không được. Một khi nghiệp chưa đến, tìm cầu cũng khó được, Bồ Tát đại danh xưng có thể hiểu rõ nó. Bậc tâm tịnh tối thắng, an trụ nơi không tịch, nhờ đại thừa vô lượng chuyên chở các phẩm hạnh, họ không thể nhớ nghĩ, còn có chúng sinh tưởng. Bậc đại danh dự ấy hãy ngộ pháp vô sinh, dù vị ấy có nói, không chấp chúng sinh tưởng, ngộ được cảnh giới không, trụ nơi trí kiên cố. Nói rõ tam muội này, chỗ trụ của Phật Pháp, không khởi nơi tư tưởng, là các nam và nữ, quan sát các người nữ, mà ngồi nơi đạo tràng, đã ngồi nơi đạo tràng phá hoại các ma quân, nơi ma không chỗ thấy, hàng phục các ma quân, không thấy ma nữ đến, mà đến nơi ngã sở. Khi ngồi ở đạo tràng, trừ sạch tất cả tưởng, nhờ đoạn tất cả tưởng, chấn động khắp đại địa, tu di và biển cả. Mười phương cũng như vậy, nơi mười phương cõi ấy đều biết chúng sinh đó. Thần thông lực Bồ Tát chấn động nơi đại địa, khi chấn động sáu cách, thì chấn đạo Bồ Đề, tất cả pháp hữu vi cùng với pháp vô vi, pháp ấy đều liễu đạt, chỉ có tiếng thuyết pháp. Không có ai biết được đó là đạo chư Phật. Nếu ai biết đạo này, gọi là thế gian giải, vì nhân duyên pháp sinh, vì nhân duyên pháp diệt, thể tánh của nhân duyên đều thấu rõ như thật. Nếu học tất cả pháp, hiểu pháp không rốt ráo, liền biết đạo các pháp cùng tận tất cả pháp. Vì ấy hành pháp đạo, Bồ Tát cầu không được. Vì ấy biết đạo này, chẳng giác, chẳng nghĩ bàn. Nếu biết tất cả đạo, liền đạt được cứu cánh, xa lìa nơi ác đạo, đã biết tướng các pháp, đã ngồi nơi đạo tràng, rống tiếng đại sư tử. Do biên ức thế giới, ngôn âm đều trùng khắp, lại rung động cõi ấy, thế hùng đại danh xưng, khéo độ các chúng sinh, là thánh điều ngự sĩ, đã chứng thượng Bồ Đề, dưới cội cây Bồ Đề, vô lượng ức chúng sinh, người đáng độ đã độ, sau đó mới biến hóa, hóa thành vô biên Phật, đi đến các cõi Phật, lợi ích các chúng sinh, chư Phật hay an lập, vô lượng ức chúng sinh, các Như Lai ứng hóa, đã thuyết pháp tối thắng, đó là chân đại thừa, gọi là trí Như Lai, khởi tính cho chúng sinh, để làm nhân thành Phật. Đó là chân đại thừa, Như Lai tối diệu thừa, cung kính Đức Như Lai, càng cung kính Bồ Tát.
càng cung kính chư Phật, giới Pháp Tăng cũng vậy. Muốn chứng thắng Bồ Đề, tâm ấy không hạ liệt. Kính phụng các Bồ Tát, tôn trọng bậc dũng mãnh, mau được lên chánh giác. Không lâu thành Như Lai, ở trong ngàn thế giới, Bồ Tát đều đi đến. Thấy được bậc Mâu Ni, Bồ Tát không sợ hãi, dùng các vật quý báu, rải cúng bậc Đại Hùng, cùng với mạng Đà La, viên với cầu Bồ Đề. Trang nghiêm nơi Pháp giới, đã cầu công Đức Phật, lưới báu cùng để che, cùng khắp cả mười phương, treo các phướng thắng diệu, dựng ức cờ lộng báu, vô lượng thứ trang nghiêm, trang hoàng nơi thế giới, biến làm đài gác đẹp, và cùng dùng cung điện đẹp, hành lang rất tráng lệ, các báu vật xen kẽ, cửa lầu và cung thất đều làm hình bán nguyệt, với bình bằng tạp hương đều dùng ngọc báu chế, vô số các lò hương đều tỏa đài mây đẹp. Ở trong ngàn thế giới, hương sông rất đáng ưa, nơi ấy mây hương khắp, mưa thứ mưa hương hoa. Nếu có ai ngửi được thành Phật Đại Đạo Sư, liền bỏ gai ái dục, cũng trừ bỏ sân não, đập nát lưới si mê, xa lìa các tâm tối, đạt được thán thần thông, cùng với căn lập giác các thiền cùng giải thoát, đáng thọ của tính thí, trải ra ức sàng tọa, dùng diệu y trải khắp, lấy báu che lên trên, dùng dòng hoa trang nghiêm, các Bồ Tát vô úy, đại sĩ dũng mãnh ngồi, thân đủ tướng trang nghiêm, đầy đủ các vẻ đẹp, dùng các giường ngọc báu trang nghiêm ở cõi này, biến làm các ao hoa đầy nước tám công đức. Nếu ai uống nước ấy, xa lìa các hiểm nạn, mau xa lìa khác ái là phước đức thế gian, lại có thế giới khác, đại sĩ đến tập hội, khen ngợi công đức Phật, đạo sư Thích Sư Tử, nếu ai được nghe tiếng, hay thành thế đạo sư, được sự chẳng nghĩ bàn, hay hiển thị cái này, hoa sen vàng sắc đẹp. Cả ức cánh tròn đủ, bậc diệu giác tối tôn, ngồi đài hoa sen ấy, cành lá bằng lưu ly, nhụy hoa bằng vàng trồng, giữa ma đi đức tạng, biến làm hàng ức hoa, tỏa ra các hương thơm, người ngửi đều ưa thích, diệt trừ tất cả bệnh, số căn đều hoan hỷ, tham ái và sân si, một lúc đều sạch hết. Đã trừ các phiền não, quyết định được thành Phật, hoa này phát tiếng hay, tán thán công đức Phật, cùng với Pháp và Tăng, tiếng lan khắp mười phương, không môn và vô tướng, và dùng Pháp vô nguyện. Các chúng sinh nghe xong, đều được quả không thoái, các âm thanh phát ra, lan đến ức thế giới, vô lượng chúng nghe được, liền phát tâm Bồ Đề, Hồng Hạc và Khổng Tước, Anh Võ và Uyên Ương, phát ra tiếng thật hay, âm thanh Phật tối thượng, dùng cây báu thắng diệu, biến hiện nơi cõi này. Đoàn nghiêm tối đệ nhất, treo vòng ngọc khắp nơi, đầy đủ sự trang nghiêm, tất cả các cõi Phật, trong đó rất thù thắng hiện ra ở cõi này, đầy y báu anh lạc, treo cây các âm nhạc, hoa đẹp khiến tâm vui, tất cả luôn tung rải. Các diệu trang nghiêm này, chúng sinh được an lạc, chỗ Thích Ca trụ trì do thần lực của Thánh, chỉ lược nói như vậy, công đức Thích Sư Tử, Bồ Tát Đại Danh Sơn, nơi tri ấy không nghi. Nếu ai sinh tính tâm, hành ấy chẳng nghĩ bàn, tăng trưởng nơi trí tuệ, như sông đổ ra biển, muốn biết lượng biển cả. Ai biết số bao nhiêu, ta nói Pháp Bồ Tát, đều là chẳng nghĩ bàn. Các Bồ Tát khó nghĩ, an trụ nơi cõi này, diện tiết lời mỹ diệu, giống như các sông Hằng, trong vô lượng các kiếp, Bồ Tát thường không chấp, nếu đoạn trừ chấp tướng, được gần gũi Bồ Đề, giải sở pháp diệt tận, vẫn không hủy tịnh giới, nơi hạnh không tàn hại, đứng đầu chúng Bồ Tát. Chính là do ái dục, khiến giới bị khuyết lậu, đoạn trừ nơi dục tướng, đạt được định không thoái, thường hành định tịch diệt, không đắm mùi vị định, không chấp không phóng dật, không bị ô nhiễm đời, vượt lên trên thế gian hay đến các nước Phật, gọi là an lạc quốc, được thấy Phật Di Đà, lại thấy các Bồ Tát đầy đủ tướng trang nghiêm, đến bờ thần thông ấy, môn tổng trì cứu cánh, chiêu hành ức thế giới, đầu mặt lại chân Phật, lại hay chiêu ánh sáng, vô lượng các cõi Phật để trừ các tai hoạn và phá các phiền não, đoạn trừ các trói buộc, nhất sinh bổ xứ Phật. An lạc các chúng sinh, mãi không đọa ác đạo. Các chúng sinh cõi ấy đoạn trừ các ác đạo.
Phật Di Đà cứu hộ, tu trì thế giới Phật, tu tập không phóng dật, số kiếp chẳng nghĩ bàn. Các ngươi chớ hoài nghi sức tự tại Phật ấy, hay sinh tính căn thượng, mau được sinh cõi ấy. Người đỡ nghe tán thán hay sinh tính thân thượng, được chuyển thân nam tử, hãy đến ức cõi Phật để cho tha ức cõi. Bao nhiêu vật cúng dường đều cúng tất cả Phật, không bằng một phần từ. Thường tu hành giới định, vô lượng phiền thiền giải thoát, tu ba môn giải thoát, mau thành nhân trung thượng trong đời ác bạc pháp. Nếu Bồ Tát trì giới, cúng Phật thường từ bi, cúng ấy là tối thắng. Người này cúng chư Phật quá khứ và hiện tại, bậc tối thắng vị lai. Người trì giới đời ác, mười phương Phật đều thấy. Bồ Tát đời mạt pháp, hộ trì cấm giới Phật, người lành hay hộ pháp. Người nỡ nghe khen cõi Phật kia, nếu sinh ý tính lạc tăng thượng, liền được thân nam tử thông tuệ, hay du hành đến ức cõi Phật. Trong này cho tha ức cõi Phật, có bao nhiêu thứ cúng dường Phật, đều đem hết cúng dường chư Phật, không bằng phần nhỏ của tâm từ. Tu trì giới cấm và tám muội, tu tập các thiền bốn vô lượng, cũng tu ba thứ môn giải thoát, mau chóng thành tựu thế vô thượng. Cúng dường chư Phật thường thương thân, như cúng Phật này đời khó sánh. Nếu có Bồ Tát không bỏ giới, vào thời ác thế đời sau cùng, người này cúng dường tất cả Phật, chư Phật quá khứ và hiện tại, cùng với bậc tối thắng vị lai. Người trì cấm giới đời ác thế, chư Phật mười phương thấy người ấy. Nếu Bồ Tát đời sau ác thế trì giới thanh tịnh, Phật ngợi khen đó là đệ tử hay hộ pháp. Bây giờ Đức Phật bảo đồng tử Nguyệt Quang: vào thời quá khứ vô lượng vô số chàng thời nghĩ bàn A Tăng Kỳ kiếp lâu xa, lúc ấy có Phật hiệu Thanh Đức Như Lai, bậc ân cúng chế biến tri, minh hạnh tốt thiện thể thế gian giải, vô thượng sĩ điều ngự trường phu thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Này đồng tử, Như Lai thanh đức ấy an trí vô lượng chẳng thể nghĩ bàn số chúng sinh hướng về quả vị vô thượng chánh đẳng chánh giác, khiến cho chúng trời người tu theo hạnh Phật, sau đó nhập vô dư niết bàn. Này đồng tử, lúc đó có vị vua tên là Đức Âm, vị vua ấy vào lúc sau khi Đức Như Lai ứng chánh biến tri nhập niết bàn, vì đã cúng dường Đức Như Lai thanh đức nên lập 84.000 vạn ức tháp, trước mỗi tháp thắp 100.000 vạn na do tha đèn sáng, dùng tất cả kỹ nhạc hương hoa phòng hoa báu, hương xoa hương bột, là dùng tất cả y phục lộng báu tràng phan đặt ở trước tháp để cúng dường chư Phật Như Lai. Bây giờ vua Đức Âm ở chỗ tháp xá lợi của Như Lai cúng dường xong, việc cúng dường tất cả nhạc cụ cho 80.000 vạn ức Na Do Tha chúng đại Bồ Tát tập hội. Các Bồ Tát này đều là bậc đại pháp sư khéo hay thuyết pháp, được vô lượng biện tài, khéo hay thể hiện vô lượng các pháp công đức chân thật. Này đồng tử, bấy giờ ở trong chúng có một tỳ kheo tên là An Ẩn Đức, ngồi ở trong hội ấy, tuổi còn rất trẻ, mặt đẹp tóc đen, trụ trong hạnh đồng chân hiền diệu, chưa từng hưởng thọ thú vui sắc dục, mới thọ cụ túc giới đầu mùa hạ. Lại đồng tử, bấy giờ vua Đức Âm thịnh chúng đại Bồ Tát vì muốn đầy đủ sáu pháp Ba La Mật Bồ Tát Tạng Đại Đà La Ni, phương tiện thiện xảo tự tại phố ngại, cho nên vào lúc nửa đêm thỉnh chúng đại Bồ Tát ở trước Đức Phật để làm pháp hội. Khi ấy 100.000 vạn Na Do Tha ngọn đèn đều được thắp sáng, quét dọn nhà cửa, trải các thứ hoa, trải các y đẹp. Bấy giờ vua Đức Âm cùng với cung phi, hoàng hậu, thệ nữ ở hậu cung và các phụ tướng, dân chúng và các quyến thuộc ở thành ấp, dùng các kỹ nhạc cầm nắm hương xoa hương bột tràng hoa y phục tràng phan bảo cái, đều đem đến cúng dường tháp Phật. Khi cúng dường xong, vô cùng với 8 vạn cung nhân đều lên điện cao để nghe pháp. Bây giờ có vô lượng trời người đến tập hội để nghe pháp. Khi ấy tỳ kheo An Ẩn Đức thấy 100.000 ức đèn cháy chiếu sáng nơi nơi, nhìn thấy đại chúng hội, liền nghĩ rằng ta cũng tu theo đại thừa, mong cầu tam muội tất cả pháp để thể tánh bình đẳng, không hí luận. Nếu nay ta muốn được tam muội này, ta phải cúng dường tháp miếu của Đức Phật ấy. Nay ta nên làm sự cúng dường như vậy, khiến cho chúng trời người Atula sinh ra ý tưởng kỳ lạ, vui mừng nhảy nhót được ánh sáng pháp, khiến cho vật cúng dường của ta chiếu sáng, che khuất những vật cúng dường của vua ấy, làm cho nhà vua
và các cung nhân quyến thuộc của vua ấy thấy ta cúng dường, ta đều hoan hỷ. Bây giờ Bồ Tát An Ẩn Đức thấy đại chúng đứng ở trước tháp để nghe pháp, rồi liền bay ngay đêm đó ở trước tháp Phật ấy, lấy y quấn vào tay phải và lấy dầu xoa, rồi đốt lên để cúng dường Phật. Khi ấy Bồ Tát An Ẩn Đức trụ nơi đức tin tăng thượng, vì cầu quả vị vô thượng chánh đẳng chánh giác, nên đã đốt tay bên phải mà tâm vẫn bất động, nhan sắc không thay đổi. Này đồng tử, lúc tỳ kheo An Ẩn Đức đốt cánh tay thì đại địa chấn động, ánh sáng chiếu khắp vô lượng trăm ngàn, làm cho các ngọn đèn không còn chiếu sáng, vì ánh sáng của cánh tay đốt cháy chiếu khắp mười phương. Bây giờ Bồ Tát An Ẩn Đức hết sức vui mừng nơi tam muội tất cả pháp thể tánh bình đẳng không hỷ luận, dùng ngôn từ lời lẽ biện chánh mỹ diệu hòa nhã mà ca tụng, khiến cho các đại chúng thể đều nghe rõ. Khi ấy ở trong chúng một vạn 2.000 thiên tử của cung trời Đao Lợi sinh tâm hoan hỷ, bày các thứ cúng dường đều đến hội này để nghe pháp. Bấy giờ vua Đức Âm ở trên lầu cao cùng với cung phi, hoàng hậu, thệ nữ ở hậu cung thấy tỳ kheo An Ẩn Đức thiêu cánh tay phải, lửa hồng chiếu khắp mười phương, thấy rồi trong tâm suy nghĩ: tỳ kheo này chắc đã có thần túc mới hiện sự thần biến hy hữu như vậy, nên đối với thân mạng không hề luyến tiếc. Khi ấy vua Đức Âm thấy tỳ kheo An Ẩn Đức có sự thần biến như vậy, nên tâm sinh yêu mến, đem tâm tịnh tính và sức thiện can đảm huân tập của chính mình cùng với hoàng hậu, cung phi, 8 vạn thệ nữ từ lầu cao ngàn tầm phóng mình xuống đất, vì muốn ra mắt tỳ kheo Bồ Tát này. Nhờ sức thiện căn cung kính nên được quả báo hiện tại, liền được Thiên Long, Dạ Xoa, Cà Đất Bà, Atula, Kalola, Ma Hầu La Già hộ trì không để rơi xuống. Nhờ lực hộ trì của Thiên Long, Dạ Xoa, Cà Đất Bà, Atula, Kalola, Ma Hầu La Già, vậy nên vua Đức Âm và hậu phi thể nữ tuy rơi từ điện cao mà thân tâm vẫn không bị tổn thương, không mệt, không sợ. Khi ấy vua Đức Âm hai tay ôm cánh tay của vị tỳ kheo mà khóc lóc kêu gào, tất cả đại chúng cũng là như vậy, vì họ thấy tỳ kheo An Ẩn Đức đốt cánh tay trông như vòng hoa chim ba, cánh tay ấy lại nhỏ dài giống như mũi của do chúa. Tất cả mọi người thấy rất kỳ lạ, nên không ai mà không than thở, khóc lóc, rơi lệ. Bấy giờ tỳ kheo An Ẩn Đức thấy vị đại vương này cùng với mọi người thể đều buồn khóc éo não, nên nói với vua: này đại vương, tại sao lại buồn bã rơi lệ và mọi người đều khóc lóc như thế? Khi ấy vua Đức Âm dùng bài kệ để trả lời: đại trí An Ẩn Đức, thông tuệ pháp sư giỏi, thấy ngài đốt thân phần vì vậy nên buồn khóc. Dung nhan ngài đoan trang giống như đống lửa cháy, thấy ngài hủy thân phần nên tôi càng sầu não. Khi ngài đốt tay phải chiếu sáng mười phương cõi, che khuất ánh các đèn, sao trăng cũng không hiện, đại địa đều chấn động, tâm ngài không lay động, tâm tôi càng cung kính, biết ngài bậc siêu phàm. Trên điện cao ngàn thước cùng 8 vạn cung nhân, chính tôi tự nhảy xuống, toàn thân chẳng hề gì, lành thay bậc tịnh trí, lành thay ý vô thượng, lành thay bậc tinh tấn, lành thay bậc đại tính. Lúc ngài đốt cánh tay, tâm ngài không lay động, đại phát tâm hoan hỷ, lại còn nói diệu pháp, giống như mặt trăng rằm, như mặt trời trên không, như núi Chúa Tu Di, đoan nghiêm cũng như vậy, tôi phát nguyện như vậy, đầy đủ đại tinh tấn, nên bỏ thân luyến ái, vì lợi ích chúng sinh, yêu pháp nên thương khóc, vui mừng được vô cấu, ngài đã hủy thân thể, nên tôi rất buồn rầu. Trời người đã cúng dường do biên tháng biện tài, án ẩn đức bảo vua liền nói bài kệ này: chẳng vì thân không tay gọi là thân khiếm khuyết, nếu ai không trì giới gọi là thân khiếm khuyết, dùng thân xô uế này tôi cúng dường Như Lai phước điền khó nghĩ bàn. Thấp tất cả thế gian 3.000 cõi có người, bảy báu nhiều như cát, ở chỗ Phật Thế Tôn vì Bồ Đề nên thí, tuy có việc cúng thí, cúng pháp lại cao hơn, nếu ai biết pháp không, mới xả bỏ thân mạng, để tôi nói lời thật, xin Đại Vương lắng nghe, cùng với chúng hội này, tất cả nghe tôi nói. Nếu tôi quyết định rõ, thành được thành bậc vô thượng,
Thật như vậy, không chối, mặt đất sáu chấn động. Khi nói lời này rồi, đại địa liền chấn động, thấy việc hy hữu ấy, chư thiên rất hoan hỷ. Trời người vui mừng xong, liền phát tâm Bồ Đề. Chúng vô lượng khó nghĩ, đều hướng vô thượng trí. Tỳ kheo an ẩn đức, lợi ích tất cả chúng, an trí ức chúng sinh, nơi trí Phật vô thượng. Dùng lời thật pháp này, biết nó đều không thật, lời ấy nếu không chối, tay tôi lành như trước. Nếu thấy pháp này thật, tên an ẩn cũng không, tìm kiếm khắp mười phương, vì không bất khả đắc. Các pháp như tiếng vang, tiếng phát ra trong ấy, tìm tiếng không thể có, biết các pháp như vậy, người liệu đạt cứu cánh, nơi không không sợ sệt, người ấy nói chân thật. Tướng lửa không thể đốt, các chúng sinh thế gian, trời người giả xóa rồng, ai lập nhất thiết trí, đều khiến ngộ tịch định, hoặc người hoặc là trời, bao khổ nạn thế gian, oai đức không thoái chuyển, tất cả mau hủy hoại. Khi nói lời ấy rồi, tới ngày lành như trước, tỳ kheo an ẩn đức, thần tướng rất trang nghiêm, ngàn ức số chư thiên, đứng ở trên hư không, tính tâm dùng hoa mạng, rải trên thân tỳ kheo, hoa rơi cao hơn người, đang cấp cõi chim phụ, ức na do thiên nữ, kỹ nhà các ca vịnh, tỳ kheo an ẩn đức, rống tiếng đại sư tử bậc Như Lai Mâu Ni khiến hằng ức cõi Phật. Mỗi vị ở cõi mình, đại sĩ thanh tịnh ấy, tỳ kheo an ẩn đức truyền nói tên của họ, tỳ kheo ni, nam nữ thanh tịnh sĩ, trời rồng và dạ xoa, càn tát và khẩn la, họ nghe nghiệp quyết định an ẩn được ly cấu. Người tính tâm cầu đạo số lượng như hằng sa, tỳ kheo an ẩn đức thông tuệ được tự tại, vì đối với trí Phật đốt tay không lo sợ. Người ấy nơi ngàn cõi biến thân như hằng sa, tay được sáng chiếu khắp giống như lửa kiết tận, mưa các thứ hương bộ biến khắp tất cả cõi, rơi xuống nơi đại địa, chư thiên đều tập hội, tất cả vật cúng dường trang nghiêm nơi cõi này, mặt đất đầy trân châu cúng dường an ẩn đức, tất cả các hoa báu trang nghiêm nơi cõi này, rồng mưa trân châu đẹp cúng dường an ẩn đức, lại dùng tất cả báu trang sức nơi cõi này, rồng mưa báu trang nghiêm để cúng an ẩn đức. Thích sư tử tối thắng ở tại núi Kỳ Xà, ở trước các tỳ kheo rống lên tiếng sư tử, ta là an ẩn đức. Đức âm là Di Lặc trong ngàn ức kiếp ấy cùng tu hành Bồ Đề, khi thấy người trì giới an ẩn đức trí tuệ, do lượng các người nữ đều biến làm người nam, chư Phật đều thọ ký hoàn toàn không hồ nghi, họ mau được thành tựu chứng thế trí tự nhiên. Được nghe kinh này xong, nói công đức quyết định nơi mình không chấp trước, nên học pháp như vậy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kinh Nguyệt Đăng Tam Muội quyển 7 hết. Nguyện đem công đức này hồi hướng về khắp cả đệ tử và chúng sanh được trọn thành Phật đạo.